Motorcycle TV xin chào các bạn. Video clip ngày hôm nay mình sẽ đến với cái ban bệnh trên cái xe E-Blade 125 phiên bản có đề từ ACG và có chế độ dừng tạm thời Island Stop. Thì xe này là phiên bản nó khoảng năm 2014-2015 nha anh em. Xe này là 125 phân khối, không có bộ ba cảm biến, sử dụng một cái van từ cái này người ta gọi là van từ cầm chừng nhanh. Khi mà xe nổ máy á thì cái van này sẽ cho gió đi qua để xe nổ ra lớn, sau đó van này đóng lại thì gió sẽ đi qua, gió mạch guarantee sẽ đi qua đường không phát chỉnh gió. Thì hiện tại cái ban bệnh trên xe này mình đã nói một lần, mình đã làm video một lần nhưng mà vẫn có những bạn không tin, và nói là bày vẽ này nọ. Thì hôm nay lại bắt gặp một cái ban bệnh y như vậy. Thì cái bệnh này là của một cái bạn học viên trong nhóm của mình, bạn gặp phải trường hợp này. Đầu tiên á, là cái xe này đến với cửa hàng của bạn này báo một cái lỗi tên là lỗi số 52. Thì anh em mình chắc chắn là đụng tới xe Honda mà báo lỗi 52 là biết ngay cảm biến CKB rồi. Và đặc biệt đây là cảm biến CKB 6 giây, là một cái loại cảm biến của hệ thống. Đây là một bộ phận mà không thể thiếu trong hệ thống đề từ ACG. Nó là một trong những cái thành phần mấu chốt lên cái hệ thống dừng tạm thời Island Stop. Thì con cảm biến này cực kỳ quan trọng các bạn. Video clip này mình chỉ làm và mình nói để cho những người thợ sửa xe, những người bạn, những người anh em chuyên về sửa xe hiểu, chứ mình không tranh luận và không phân tích về cái mảng gọi là kiến thức điện tử. Tại vì mình biết trình độ điện tử mình có hạn, cho nên mình không dám múa rìu qua mắt thợ. Mình không dám nói chuyên sâu về điện tử và nói đúng chuyên ngành điện tử, tại vì đó không phải là chuyên môn của mình. Mình chỉ nói về ngành nghề sửa xe gắn máy thôi. Cho nên nếu bạn nào là những người mà thuộc tiếp dân điện tử thì các bạn có thể bỏ qua video clip này, tại vì mình cũng không muốn tranh luận hay là bị bắt bẻ này nọ. Mình chỉ hướng dẫn cho những người thợ sửa xe bằng cái cách giải thích của mình để những người thợ sửa xe họ hiểu được vấn đề và họ làm đúng bệnh. Rồi, thì đầu tiên cái chiếc xe này nó bị báo cái lỗi là 52 cảm biến vị trí trục khuỷu động cơ CKB. Thì đây là loại cảm biến Horn, cảm biến CKB Horn, và nó có 6 dây. Trong đó có 3 dây trắng sọc là 3 dây liên quan tới hệ thống đề, 2 dây nguồn và một cái dây là nổ máy là truyền thống là màu xanh dương sọc vàng. Đó. Thì khi báo cái cảm biến CKB, bạn mới mở ra bạn thay một con CKB mới, nổ máy được, chạy ok, nhưng một thời gian sau chết con IC. Đây, chết con IC. Con IC này là con IC bị chết rồi các bạn. Con IC này chết luôn, mất hệ thống đánh lửa luôn. Thì bạn mới quản mới sợ quá. Nhờ mình hỗ trợ. Thì mình mới nói bây giờ nếu như thay CKB nữa, bạn thay CKB này nữa, chết nữa. Thay IC nữa, chết nữa. Tại vì cái vấn đề xảy ra nó không nằm ở con IC hay là con CKB, mà nó nằm ở đây nè các bạn. Còn riêng đây là cái trường hợp mà do chẩn đoán của mình và quan sát thực tế của mình thì nó là như vậy. Còn thực ra trên xe nó có cả trăm cả ngàn món đồ, và những món đồ đó nó kết hợp với nhau nó sẽ ra những bệnh khác nhau. Mình không so sánh với những trường hợp bệnh khác, mình chỉ nói với trường hợp ca bệnh mình đang gặp. Thì nguyên nhân chính mà dẫn đến tình trạng chết nổ CKB, chết CKB, báo lỗi CKB và chết IC là do cái vô lăng này các bạn. Do cái vô lăng này. Mà cái vấn đề chính á, nó không nằm ở cái vô lăng này đâu. Nó không phải nằm ở cái vô lăng này đâu, mà nó nằm ở cái ý thức sử dụng xe của người chủ xe này, và nằm ở kinh nghiệm của người thợ. Thì người chủ xe này, người ta sử dụng xe này khá là ẩu. Các bạn quan sát nè, bể Ford mâm lửa chảy nhớt rất là nhiều, dơ cuồng điện dơ cái mặt tiếp xúc của cuồng điện, cái mặt này. Rồi, đồng thời vô lăng bị sét và dính nhớt đầy trên những cái cửa ơ măng từ. Thì tại sao nó lại bị ảnh hưởng? Bây giờ mình sẽ vẽ một cái sơ đồ ra và mình giải thích cho anh em. Còn riêng cái ban này thì mình sẽ thay cái vô lăng này. Trước khi mình thay con CKB mới và con IC mới, mình sẽ thay cái vô lăng này. Vệ sinh mâm điện này sạch sẽ lại, vệ sinh lại cái mâm điện này. Sau đó thay cái Ford gắn lại, đảm bảo không bao giờ chết nữa. Mình sẽ nói một chút về cái nguyên lý của cái cuồng dây cũng như là cảm biến Horn và cái vô lăng của cái hệ thống đề từ.
Thì như các bạn thấy ở đây nè, cái chỗ mà có ba con mắt này nè là ba vị trí bắt ốc của cái cuộn dây. Mình mô phỏng đây là một cái cuộn dây nó có nhiều cái mũi lõi thép và bó dây. Ở trên này cái phần màu đen á chính là cái cảm biến horn. Cảm biến horn này mình vẽ tượng trưng là ba cái vấu thôi. Còn trên cái xe mà các bạn đang gặp á, cái xe các bạn đang gặp là cái xe bốn cái cửa, cảm biến CKB 4 cửa và cảm biến CKB đó là nó có 6 dây. Đó thì đây là cái cảm biến mình vẽ cho nó gọn thôi, thì nó cũng có cái đời có cảm biến này ba cửa này. Mục đích mình vẽ như vậy để các bạn hiểu được cái tính chất xen kẽ thôi. Thì vô lăng là một cái 500 bĩnh cũ, thì từ trường ở trên vô lăng này là một cái từ trường cố định và nó đã được set up từ đầu. Có nghĩa người ta đã lắp đặt những cái cửa ơ măng xen kẽ với nhau liên tục là Bắc Nam, Bắc Nam, Bắc Nam. Thì từ xe quay cho tới xe rim, cho tới những cái xe FI bình thường, cho tới xe đề từ cũng như vậy. Có nghĩa là từ trường được xác định xen kẽ. Còn cuồng dây, trên cái cuồng dây của cái đề từ đa phần là 3 pha. Thì nó sẽ chia ra, thí dụ như một là các bạn sẽ gặp là loại 12 cuồng thì sẽ chia 3 hết nè. Loại 18 cuồng sẽ chia 3 hết. Có nghĩa các bạn làm sao mà cái số nó chia 3 được á, thì nó mới ra 3 pha, nó mới đồng đều, nó sinh ra dòng điện xe chiều đồng đều. Thì trên cái cuồng dây các bạn sẽ gặp trên cái xe Airblade 125 này là nó có tổng cộng là 18 bó dây. Một pha nó là 6 bó dây. Thì khi mà cái con IC điều khiển trung tâm nó cấp nguồn cho cái cảm biến horn, thì cảm biến horn sẽ bị tác động của từ trường vô lăng điện cảm ứng lên, tác động lực từ lên, thì cảm biến horn này sẽ gửi tín hiệu điện áp về cho IC điều khiển trung tâm, giúp IC điều khiển trung tâm biết được vị trí trục khuỷu động cơ đang nằm ở đâu, cực từ như thế nào. Và sau đó IC điều khiển trung tâm khi chúng ta nhấn nút đề thì nó sẽ cấp một cái nguồn điện 3 pha lên các cuồng dây này. Làm thế nào đó phải có một cái sự tương xứng. Ví dụ như bây giờ khi chúng ta đề khởi động thì nó quay ngược, thì cái lực từ tác động hút hay đẩy gì thì mình không cần biết, không cần quan tâm. Nhưng nó phải có một cái lực đảo nghịch và nó cuốn cho cái vô lăng này trả ngược về. Dòng điện nó phải đi ngược. Lúc mà nó cấp nguồn để đề thì cái dòng điện nó cấp sẽ là đi ngược. Khi mà nó cấp dòng điện vô thì cái dòng điện nó sẽ chạy ngược. Chạy ngược thì nó sẽ tạo từ trường ngược và nó làm cho cái vô lăng này quay ngược. Anh em hình dung vấn đề không? Có nghĩa mình nói hơi nghịch. Có nghĩa là khi mà muốn vô lăng quay ngược thì dòng điện phải chạy xuôi. Dòng điện chạy xuôi thì từ trường nó mới quay nghịch lại được, để nó đẩy mà, nó đẩy cái vô lăng quay nghịch lại. Và khi mà nó ra được cái điểm mà góc nổ âm 15 độ, có nghĩa là trước cái điểm TDC 15 độ, thì nó sẽ cho vô lăng quay tới. Tại vì sao khi mà khởi động nó quay ngược? Khi các bạn cầm một cái vô lăng trên tay, các bạn gắn buri vô đầy đủ, các bạn quay ngược cái động cơ, nó sẽ dễ dàng hơn là quay tới. Có nghĩa là khi quay ngược cái tải nó sẽ nhỏ hơn là quay tới, nó sẽ ít hao điện, ít làm nóng cái hệ thống cuồng dây, cục đề này nọ. Nói chung là tất cả mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn khi quay ngược. Và khi quay ngược nó xác định được cái thời điểm TDC bằng cái việc các lực từ ở trên ơ măng cũng như là các vị trí của cuồng dây, thì nó sẽ biết được cảm biến CKB, biết được mà trong cái horn này, trong cái cảm biến CKB này nó sẽ có một vị trí là điểm nổ, đó chính là cái dây xanh dương sọc vàng hay xanh dương sọc trắng mà chúng ta hay gặp trên xe rim quay đó. Thì mình đang giải thích theo góc độ của một thợ sửa xe, chứ mình không đi chuyên ngành điện tử. Cho nên các bạn nào mà giỏi về điện tử hay có chuyên ngành về điện tử xin bỏ qua video này. Tại vì mình đang giải thích để những người thợ sửa xe máy họ hình dung ra được trong đầu. Đó thì khi mà cái dòng điện được cái IC nó cấp vô trong này, nó sẽ làm cho vô lăng quay ngược. Khi vô lăng quay ngược nó sẽ xác định được cái thời điểm TDC, và nó sẽ cho cái bích tông nằm ở trước TDC 15 độ. Đó chính là thời gian mà góc đánh lửa sớm âm 15 độ đó. Có nghĩa nằm trước TDC và khi chỉ cần giặt nhẹ tới cái là nổ luôn, nó quay luôn. Thì đó là cái cơ chế làm việc của hệ thống đề từ. Vậy thì làm sao mà cái con IC nó cấp dòng điện xuôi hay ngược chiều để vô lăng này quay ngược hay quay xuôi? Đó chính là nhờ vào cái sự quan trọng của cảm biến horn. Vậy thì ở trường hợp này, nếu như cái cuồng dây này nó bị dơ mấy cái mặt tiếp xúc mà đối diện với cực từ là một, cảm biến horn nó bị đóng cặn, đóng dơ, nó bị nhớt, thì chắc chắn những cái bụi kim loại li ti nó sẽ nằm xen kẽ đây, nó nằm tùm lum tá lả này, thì nó làm cho cái từ trường nó bị nhiễu loạn, nó không đúng tín hiệu. Có nghĩa là đại loại mình hiểu nôm na là tín hiệu nó bị chập chờn, thì như vậy nó sẽ báo lỗi CKB. Báo lỗi CKB và chúng ta thay một cái khác mà chúng ta không vệ sinh, thì cái từ trường nó không ổn định thì chắc chắn nó cũng sẽ làm dẫn đến nhiều tình huống. Và ngoài ra,
trong một cái dòng điện, nếu như mà cái từ trường không ổn định thì nó sẽ hay bị xuất hiện một cái dòng điện, chúng ta sạc chúng ta sẽ thấy là dòng điện Foucault á, là nó có một cái xung đột biến. Thì những cái xung đột biến này chính là những cái nguyên nhân gây chết linh kiện điện tử rất là nhiều. Cho nên bất cứ những cái mạch điện tử nào, người ta cũng sẽ thiết kế những cái tụ chống xét để mục đích là nếu như gặp những dòng điện mà nó tăng đột biến thì nó sẽ có một cái tụ chống xét đó nó hư để mà nó bảo vệ cái mạch còn lại. Thì cái tụ đó nó nằm trong con IC á, khi mà cái tụ đó nó bị phá vỡ đi thì có nghĩa là mất nguồn. Mất nguồn thì mình cứ nghĩ năm nay là con IC nó chết. Thì về nguyên lý thì chúng ta có thể khui ra chúng ta sửa được, nhưng mình không hướng dẫn tại vì mình không phải là thợ điện tử, và mình biết anh em thợ sửa xe cũng không phải là điện tử, cho nên là mình không hướng dẫn cái này. Rồi thì ở đây chúng ta chỉ cần cái việc chúng ta làm là chúng ta sẽ vệ sinh tất cả những cái tiếp xúc từ này được sạch sẽ, không dính nhớt, không dính bụi, và đảm bảo cảm biến Hall này đo thông số nó đầy đủ, không bị chạm chập và không bị xen kẽ bởi nhớt lẫn bụi, thì nó mọi thứ nó hoạt động bình thường. Ok, rồi thì giờ mình sẽ lên xe mình thực hiện cho anh em xem. Sau khi mà đã giải thích cái sơ đồ cho các bạn rồi đó, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi một cái dẫn chứng cụ thể luôn. Mình nói là nó có cơ sở, chứ không phải tự nhiên mà mình nói một cái vấn đề nó giống như kiểu cần để nói làm quá lên làm gì. Thì liên quan tới hệ thống đề từ, đã gọi là đề từ, và hệ thống dừng tạm thời, thì nó sẽ bắt nguồn từ cái đầu tiên, đó chính là từ trường. Nếu như bây giờ cái từ trường á, cái từ trường mà để cho cái hệ thống vô lăng mâm điện này nè, gọi là rotor stator này nè, nó bị nhiễu, nhiễu do những cái mạc kim loại nhiễu do những cái mạc kim loại mà bụi kim loại hay là cái bụi do xe chạy nước nó bám vào trong mấy cái mặt này, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó nhiễu do cái việc là cái con cảm biến Hall á, cảm biến vị trí trục khuỷu động cơ CKB á, nó bị dơ, nó bị bám nhớt, bám sình, nó bám dơ. Thì đó là những cái mà gây nhiễu loạn. Thì khi mà đã nhiễu thì chắc chắn là tín hiệu xung mà gửi về cho IC điều khiển trung tâm nó không có chuẩn. Thì không chuẩn, đầu tiên nó sẽ báo lỗi. Nhưng mà nếu mà xuất hiện quá nhiều xung nhọn, quá nhiều cái xung biến dị á, thì nó sẽ làm cho con IC nó gặp vấn đề. Và đặc biệt là trong con IC thì nó luôn luôn nó có những cái mạch bảo vệ. Thì những mạch bảo vệ đó, nó có những cái tụ gọi là cái tụ chống xét. Cái tụ chống xét này nó sẽ chống những cái xung nhọn sinh ra. Các bạn nhìn nè, các bạn nó thay CKB rồi mà các bạn để tình trạng cái cuồng điện vậy, con CKB như vậy, rồi cái vô lăng thì xét đẹp như vậy, vô lăng xét đẹp như vậy, và đồng thời các cực từ của vô lăng này nó không phân định rõ ràng. Có nghĩa là trong những cái ơ măng từ này, hồi nãy mình nói trên sơ đồ á, là nó sẽ xếp xen kẽ, nó sẽ lật mặt những cái vị trí ơ măng này. Ví dụ như giờ ở đây chúng ta thấy là nó có tổng cộng nè 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, nó có 18 cái cuộn dây và nó chia ra thành 3 pha. Thì mỗi pha như vậy là 6 cuộn dây. Đầu mỗi cái cuộn dây này chính là một cực từ. Khi mà cái cảm biến Hall á, cảm biến Hall này nè, cảm biến vị trí trục khuỷu động cơ này nè, nó được cấp nguồn thì nó sẽ xác định, phân định được là hiện tại vị trí trục khuỷu động cơ đang nằm ở cực từ như thế nào. Thì lúc đó nó sẽ điều khiển con IC cấp một cái nguồn điện để làm sao đó cái lỗi dây này nè, nó sẽ mang một cái điện cực. Ví dụ bây giờ lúc nó nằm đối xứng như vậy, trên cái ơ măng 500 này nó đang nằm ở một cái cực là cực bắc, thì chắc chắn cái cuồng dây đối xứng của nó phải là cực nam. Và như vậy xen kẽ bắc nam xen kẽ thì nó mới tạo được một cái lực đẩy do từ trường. Có nghĩa là hai cực đối nghịch của 500 sẽ tạo lên một lực đẩy, hai cực mà cùng chiều của 500 sẽ tạo lực hút. Bạn để hai cực nam nó sẽ hút nhau, bạn để hai cực bắc nó sẽ đẩy nhau. Thì như vậy ở đây chúng ta đang nói là nếu như một cực bắc, một cực nam, nó sẽ đẩy tác động lên nhau và tạo cho cái vô lăng này nó một cái lực quay, lực đà quay. Và dòng điện đó nó sẽ thay đổi liên tục, mục đích là tạo cho cái vô lăng này quay, dẫn động cho trục khuỷu để mà động cơ có thể nổ máy. Hả? Mà bây giờ cái con cảm biến Hall này nè, nó bị dơ như vậy nè, nó đóng nhớt như vậy rồi nó bị bụi kim loại, cặn kim loại nó bám trên những cái đầu này nè.
thì các bạn thử hỏi nó bám như vậy, rồi nhớt nó nhiễu vô đây, rồi bụi kim loại nó nhiễu vô đây, thì làm sao mà cái việc phân định cực Bắc cực Nam ở trên này nó chính xác được. Đó, rồi chính vì cái chuyện mà nhiễu loạn từ trường như vậy, nó sẽ xuất hiện những cái sung nhọn lên trên con IC, thì chắc chắn những cái tụ chống xét bên trong IC liên quan hệ thống mạch đánh lửa nó phải bị đứt. Và nó đứt ở cơ chế là bảo vệ cái mạch bên trong IC, đó là một cái mạch bảo vệ ha. Thì đây là một cái nguyên lý từ cái điện tử cơ bản mà mình có thể mình giải thích để anh em dễ hình dung nhất. Cái vấn đề chết CKB, báo lỗi CKB là do nhớt chảy ra đây làm dơ cái cảm biến hồn. Dơ ở đây thì từ trường không đúng, vị trí không đúng thì nó báo lỗi. Sau đó các bạn thay một con mới mà các bạn không xử lý cái vụ chảy nhớt này, các bạn vẫn để tình trạng chảy nhớt này, là do cái này người thợ ẩu. Người chủ sử dụng xe đã không bảo quản xe tốt, gặp thêm người thợ. Mình nói em có coi video clip này, em có thấy anh nói em buồn, anh cũng chịu. Tại vì cái này là sự thật. Khi em đã nhận xe người ta em làm, em thay con CKB, thì em phải báo người ta bây giờ cái xe của anh bị chảy nhớt như vậy, ABCD dơ như vậy, anh phải vệ sinh chỗ này, thay ron phốt sạch sẽ lại, vệ sinh lại cho đảm bảo an toàn, rồi em hãy thay CKB. Thì như vậy đâu có dẫn tới tình trạng chết con IC của khách được ha. Mình chấp nhận đã thua là mình phải chung. Bây giờ cái này là do thứ nhất là khách bảo quản xe không tốt, và do kỹ thuật mình làm, mình cứ em sợ tốn tiền khách, em chỉ làm tới đó thôi, người ta nó không có tiền. Em vì khách mà bây giờ em bị mất uy tín em, rồi em bị chết thêm con IC nữa, thì cái chuyện này là em phải chấp nhận. Đó, rồi bây giờ với phương án cái này thì mình sẽ tháo luôn cái mâm này ra. Mình kiểm tra thay cái phốt gen, nó sẽ chảy ra từ cái phốt gen này là chính. Sau đó mình kiểm tra cái sin này, nếu mà không đảm bảo an toàn, mua được sin mới mình mua, còn không mình dán keo lại, mình rửa sạch cái lốc này. Và sau đó mình sẽ kiểm tra coi cái con mới này nó còn xài tốt hay không, mình rửa sạch cuồng điện này, vệ sinh cuồng điện này sạch sẽ xong, mình sẽ ráp nó lại, thì đảm bảo xe này sẽ nổ máy bình thường. Và đồng thời bây giờ con IC cũ đã chết rồi, mình phải thay một con IC zin theo xe, đi kiếm một con IC zin theo xe thay vô, thì nó mới đảm bảo là chiếc xe này vận hành bình thường. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mình mở cái này ra, mình vệ sinh hết cái đống bùi nhùi này. Các bạn cũng lưu ý cái vấn đề này nè các bạn. Đây là những cái lá thép được dập thành một khối và được quấn dây đồng xung quanh. Thì khi mà cái phần này chúng ta đi ở đường ngập nước hay là xe bị chảy nhớt, nó sẽ làm cho cái mặt này nó bị sét. Thì khi sét là cái điều đương nhiên là cái từ trường phát ra sẽ không đủ mạnh, không hiệu quả. Đó là cái hiện tượng mà tại sao một số xe đề từ có chế độ dừng tạm thời, sau một thời gian cái chế độ dừng tạm thời nó không còn nhạy nữa, hoặc là cái đề của nó, cái độ giặt của cái đề nó không còn mạnh nữa, giống như cục đề nó bị yếu á, là lý do ở cái phần này nó bị oxy hóa, nó sét rất là nhiều, và phần này nó bị dơ đóng cặn nè, làm cho cái tín hiệu nó không có chính xác.
Cho nên là khi chúng ta làm, chúng ta cũng lưu ý là dùng một cái gì đó, giấy nhám hay gì đó chúng ta vệ sinh, hoặc là máy đánh cước. Nhưng lưu ý là khi đánh đó, đừng có để cho cái máy đánh cước nó bào vô cái dây đồng, tại vì cái lớp vẹt ni dây đồng này mà nó sẽ bị chạm á, thì nó là sẽ làm hư cùng miệng nha các bạn. Làm cái này mình phải kỹ càng đó. Thì sẵn trong quá trình thay thì mình cũng đã vệ sinh mấy cái mặt tiếp xúc từ trường này luôn, để mục đích là cái tín hiệu từ trường nó chuẩn, nó tốt hơn, và mình rửa cái cuộn điện này lại luôn. Và mình đã đo kiểm thì cái CKB 6 giây này vẫn ổn nha. CKB này mới thay không được bao lâu hết đó, cho nên là nó cũng không ảnh hưởng, do là cái cách vệ sinh thôi. Và qua đây mình cũng xin nói á, là thật sự á, khi chúng ta kết luận là cái gì cho hãng xe thì chúng ta cũng nên suy nghĩ lại, tại vì nó còn cái nhiều yếu tố khác nữa. Các bạn so sánh, các bạn nói ủ sao xe Ý bền mà xe Việt Nam không bền này nọ, thì cũng không đúng lắm. Tại vì vấn đề á, một chiếc xe mà được sử dụng ở châu Âu á, khí hậu ôn đới á, nó sẽ ít bị có độ ẩm và ít bị ngập nước, thì nó sẽ ít bị hư hại hơn là một cái xe chạy ở nhiệt đới. Ở nhiệt đới mình là sẽ khí hậu ẩm nhiều nè, rồi đường ngập nước nè, vấn đề oxy hóa nó sẽ xảy ra nhanh hơn, thì nó sẽ làm cái xe mau xuống cấp hơn các bạn ha. Đó là lý do tại sao mà kể cả dầu nhớt cũng vậy. Nhớt mà chạy ở thị trường châu Âu thì nó sẽ đi được số km nhiều hơn ở thị trường Việt Nam đó, thì các bạn cũng nên lưu ý. Cho nên là khi mà so sánh một cái vấn đề gì đó, chúng ta phải tìm hiểu cái vị trí địa lý, rồi thời tiết, khí hậu, tùm lum thứ hết á. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mình gắn cái này lên xe, và đồng thời mình cũng đã mua được cái phốt, mình mua được cái phốt đây mình thay. Còn cái xin này thì chắc là một lát nữa mình sẽ dùng keo dán ron á, mình dán một lớp mỏng lên đây để cho nó kín, rồi giờ mình sẽ lắp lên xe thôi. Các bạn lưu ý cái phốt này khi mà chúng ta thay á, thì các bạn nhớ là để ý coi là nó có bị trẹo cái môi không, tại vì khi chúng ta gắn vô mà chúng ta làm trẹo môi thì nó cũng chảy nhớt như cũ nha anh em. Lưu ý là đừng có để sơ suất đó xảy ra, tại vì cái vấn đề mà khi mà chúng ta làm vậy thì cũng vô ích, không có giải quyết được cái vấn đề gì liên quan chảy nhớt hết á. Ngoài ra thì sẵn là mình mở cái mâm lửa này ra mình vệ sinh, thì mình cũng vệ sinh cái vô lăng này. Thì như mình đã nói á, nếu như những cái cực từ này nè, nó bị bám quá nhiều bụi kim loại trong mấy cái mương này nè, thì nó sẽ làm nhiễu tín hiệu từ, và nó không phân định được cực nào cực bắc, cực nào cực nam hết á. Nó làm nhiễu tín hiệu, cho nên là tín hiệu nó bị nhiễu loạn, thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái từ trường sinh ra, và làm cho cái hệ thống đề nó hoạt động không chính xác. Rồi sẵn đó thì mình cái vô lăng sét của mình đánh cước xong mình chùi nhớt cho nó bớt sét đi. Còn đối với cái loại mà vô lăng mà nó xài nhiều cửa kích bên ngoài nè, nó khi mà nó bị sét cái cửa kích á, thì nó cũng làm ảnh hưởng tới tín hiệu vị trí trục khuỷu động cơ CKB. Cho nên là các bạn nếu mà có làm xe thì lưu ý, mở ra mà sét quá thì chúng ta nên đánh cước vệ sinh sơ qua để cho nó tín hiệu nó tự trường nó được tốt hơn. Rồi còn ngoài ra thì mình cảm thấy là cái vô lăng này nó không có bị bể ơ măng, hay là nó không có bị nứt ở đây, nó bị xâm nhập vô, nó làm nhiễu từ trường, cho nên mình sẽ xài lại thôi. Mình chỉ vệ sinh cái phần mâm lửa và mình xài lại vô lăng này luôn, và thay IC mới và cảm biến mới. Sau khi các bạn ráp vô hết, các bạn châm nước, kiểm tra hết đường nước phụ này nọ, thì khi các bạn vệ sinh, đảm bảo các bạn làm theo hướng dẫn của mình. Đối với những xe có đề từ và có dừng tạm thời, các bạn vệ sinh cái mặt của cái lõi thép cuồng điện, vệ sinh cuồng điện, vệ sinh vô lăng,
các bạn đảm bảo vệ sinh nó không bị xét, nó không bị đóng cặn dơ và không chảy nhớt, thì mình khẳng định với các bạn luôn, sau các bạn làm xong các bạn sẽ đề và các bạn cảm thấy tiếng máy nó nhẹ hơn, nó dễ nổ hơn, và nó cái hệ thống mà dừng tạm thời island stop nó cũng nhạy hơn các bạn ha. Đó, đề một cái là nổ liền và nghe cái tiếng đề nó rất là êm, và nó mình nghe là thấy cái lực đề, lực quăng nó rất là mạnh các bạn ha. Rất là dứt khoát, đề là nổ, đề tới đâu là nổ tới đó. Đó rồi, vậy là mình đã hướng dẫn anh em cái thao tác xử lý cái hệ thống đề từ island stop dừng tạm thời, và cái việc mà tại sao nó chết CKB liên tục và thậm chí cố gắng thay CKB thì chết luôn con IC điều khiển trung tâm. Thì với cái ca này là cái con CKB cái anh thợ kia đã mới thay, và con IC anh cũng đã kiếm một con IC Genius xe anh mới thay, và ảnh sợ là nó chết lần nữa cho nên là ảnh mới bàn giao qua cho mình để mình hỗ trợ. Thì ca này mình dự tính ban đầu là sẽ thay luôn cái vô lăng, nhưng khi mình vệ sinh thì mình rửa mấy cái nhớt, cái cặn bám này, vô lăng nó ra sạch sẽ các bạn, cho nên cái xe này mình cũng không thay vô lăng luôn và nó cũng hoạt động bình thường rồi. Thành ra là đảm bảo sau khi xử lý cái này sẽ không có hiện tượng nổ CKB nữa, mà cũng không có chết IC nữa. Đó là đối với cái trường hợp ban trên xe này nha các bạn, mình không có nói tới những ban khác nha. Sẽ có những cái ban khác vô hình chung là nó không có giống đâu, tại vì trên một chiếc xe nó rất là nhiều chi tiết cấu thành lên. Rồi thì video clip chia sẻ kinh nghiệm trên xe đề từ này ngày hôm nay của mình đến đây là hết. Nếu các bạn cảm thấy hay thì nhớ like và subscribe kênh, và đừng quên ủng hộ kênh bằng việc xem quảng cáo. Xin chào và hẹn gặp anh em ở những ban tiếp theo. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.